Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 5 năm 2021 với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các đơn vị cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát, quản lý chặt chẽ khách hàng, thiết lập kênh thông tin với ngành y tế, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành mục tiêu kép, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tại các đơn vị sản xuất kinh doanh. Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng 21 tháng 2 năm 1961, 21 tháng 2 năm 2021, tiến hành cuộc họp triển khai các nội dung phối hợp thực hiện cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm. Chương trình tiếp xúc cử tri ngày 12 tháng 5, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã Sơn Lộ, Sơn Lập, Huy Giáp, Đình Phùng và thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên nhấn mạnh nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, góp phần xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững. Cử tri đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên đã có kế hoạch sát với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Cử tri huyện Bảo Lạc mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử cần tham gia tích cực các hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 15, thực sự là người đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của nhân dân. Kiến nghị với các bộ ngành trung ương tiếp tục nghiên cứu xem xét và có những chính sách đặc thù đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt đối với các xã huyện biên giới. Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới và đầu tư một số lán chốt chặn để phòng chống dịch COVID-19. Cần có cơ chế hỗ trợ nhân dân tiêu thụ sản phẩm nông sản ở địa phương, có chính sách thu hút nguồn nhân lực về địa phương để phát triển kinh tế. Tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển lối mở chợ biên giới cho huyện Bảo Lạc, đầu tư xây dựng trung tâm thương mại trên địa bàn thị trấn, nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 34 đến xã Sơn Lập, tuyến đường từ xã Sơn Lập đi xã Yên Thổ. Các cơ quan chức năng sớm đưa núi Phe Dạ, xã Sơn Lập vào quy hoạch phát triển đầu tư du lịch. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống trường lớp học, nhất là các trường mầm non trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia của ngành giáo dục, giai đoạn từ nay đến năm 2025. Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri và tiếp thu các ý kiến của cử tri, làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đồng chí khẳng định, các ứng cử viên nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của cử tri. Chương trình hành động của các ứng cử viên sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiều cùng ngày, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã Xuân Trường, Kim Cúc, Hưng Thịnh, Hưng Đạo, Hồng Trị, Khánh Xuân, Phan Thanh, Bảo Toàn, Cô Ba, Thượng Hà, Hồng An, Cốc Bàng, huyện Bảo Lạc. Sau khi được nghe tiểu sử, quá trình công tác, cử tri bày tỏ sự tin tưởng và đồng tình với các chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên phát huy tốt khả năng sở trường và kinh nghiệm công tác, luôn năng động sáng tạo, hoàn thành tốt lời hứa với cử tri, cũng như chức trách nhiệm vụ người đại biểu dân cử. Cử tri các xã kiến nghị, tỉnh đầu tư nâng cấp tuyến đường thị trấn Bảo Lạc đi Hồng An đến xã Ngọc Động, huyện Hà Quảng ra thành phố Cao Bằng, tiếp tục triển khai dự án trồng cây sòm đen tại xã Xuân Trường, đầu tư khu du lịch cộng đồng xã Xuân Trường, nâng cấp tuyến đường từ bản Phuồng đến Lũng Peo, xã Khánh Xuân, mở mới tuyến giao thông nông thôn từ bản Diệm, xã Khánh Xuân đến Phần Quang, xã Phan Thanh,
hỗ trợ kinh phí xóa nhà dột nát cho nhóm hộ Củi Sa, xóm Bản Diểm, xã Khánh Xuân, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, điện lưới, có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại xã Kim Cúc. Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri và tiếp thu các ý kiến cử tri, đồng thời làm rõ một số nội dung mà cử tri quan tâm, có các giải pháp giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 5, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã Cao Thăng, Chí Viễn, Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Các ứng cử viên bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương, khẳng định vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trình bày chương trình hành động, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định nếu trúng cử sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy vai trò là đại biểu của nhân dân, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nâng cao vai trò chức năng của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành các nghị quyết, chính sách, tập trung vào những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, có trọng tâm, trọng điểm để phát huy các tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo thành động lực phát triển. Cử tri đánh giá cao các chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ đưa chương trình hành động vào thực tiễn, tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở khu vực nông thôn biên giới để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư công trình thủy lợi phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân địa phương, ngành chức năng nghiên cứu hỗ trợ giống cây thuốc lá, giống cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu địa phương, có cơ chế chính sách bao tiêu sản phẩm nông sản cho người nông dân, quan tâm thực hiện hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho người có công theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, xem xét trích một phần kinh phí thu từ du lịch tại khu du lịch Động Ngầm Ngao để hỗ trợ xóm hoạt động cộng đồng, có chế tài xử lý mạnh đối với những đối tượng nghiện ma túy gây mất an ninh trật tự vùng nông thôn, phản ánh công trình nước sạch không hiệu quả, công trình thủy lợi Hồ Bản Viết đã xuống cấp, cần đầu tư, xử lý hiệu quả vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, quan tâm tăng mức phụ cấp cho những cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xóm xã sau sắp nhập, đầu tư đường ống lấy nước từ thủy điện Thong Cót 1 đến cánh đồng Luộc Ó, Bo Luông, xã Chí Viễn để phục vụ sản xuất, tăng ngân sách cho công tác quốc phòng quân sự địa phương cấp xã, quan tâm đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học tại một số điểm trường trên địa bàn, mở rộng cải tạo chợ Pò Tấu xã Chí Viễn, một số chính sách quy định hỗ trợ vốn sản xuất chăn nuôi còn bất cập, làm các điểm cờ giảm tốc, biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại một số điểm đen trên quốc lộ 4A qua địa bàn xã Chí Viễn. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đề nghị lãnh đạo huyện và các sở ngành tiếp thu ý kiến cử tri và xem xét trả lời thỏa đáng. Đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên sẽ tổng hợp và gửi các cấp ngành chức năng xem xét từng bước giải quyết. Đồng thời đề nghị các xã thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm động viên hộ gia đình bà Lương Thị Bày, xóm Bản Luông, xã Cao Thăng, Trùng Khánh là hộ cận nghèo, gia đình bà Lục Thị Phù, xóm Pò Tấu, xã Chí Viễn là hộ nghèo. Ngày 11 tháng 5, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 13, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã Nam Tuấn, Đức Long, Dân Chủ, Đại Tiến, Hồng Việt, Trương Lương, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Tại hội nghị, trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên bày tỏ nếu trúng cử sẽ nỗ lực, phấn đấu làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri. Cử tri kiến nghị tỉnh, huyện cần quan tâm bố trí các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã, phấn đấu về đích nông thôn mới. Giai đoạn 2021-2025 có những đề xuất chính sách, cơ chế phù hợp để xã Nam Tuấn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Xem xét giải quyết việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp ra trường trên địa bàn huyện. Điều chỉnh các chính sách hỗ trợ cán bộ không có việc làm sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, đầu tư hạ tầng hệ thống giao thông, thủy lợi và các chế độ chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hóa, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với nông nghiệp thông minh, tổ chức xây dựng các môi trường kinh tế nông nghiệp hiệu quả, quy hoạch vùng sản xuất theo thế mạnh của từng địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ xã, huyện trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP.
Cử tri thị trấn Nước Hai kiến nghị nhà nước đầu tư xây dựng cầu cứng vào xóm Mã Quan, xây dựng nhà văn hóa, quy hoạch lại khu gốm sứ Cầu Khanh. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng cảm ơn sự đồng tình ủng hộ của cử tri, đồng thời giải trình một số kiến nghị của cử tri, tiếp thu tổng hợp trình cấp trên xem xét, giải quyết. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị bầu cử số 13 đã tiếp xúc cử tri tại các xã Nguyễn Huệ, Quang Trung, Ngũ Lão, Lê Trung, Hồng Nam, Bạch Đằng, huyện Hòa An, trình bày chương trình hành động của mình, khẳng định nếu trúng cử sẽ nỗ lực làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Cử tri kiến nghị tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, tạo điều kiện cho người dân canh tác nông nghiệp, có cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích, tập trung diện tích canh tác của từng hộ dân giúp tăng thu nhập. Quan tâm tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình trạng được mùa mất giá, giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường ở xóm Hát Thín, xã Quang Trung, xem xét đầu tư kéo điện đến nhóm hộ Cộp Mi, xóm Bàn Cải, xã Nguyễn Huệ, xây dựng thương hiệu miến rong cho Án Lại, nâng cấp chợ Án Lại do đã xuống cấp, đầu tư mở rộng nhà văn hóa xóm Nà Danh, xây dựng kè chống lũ xóm Bắc Ngườm, xem xét hạ lãi suất cho vay các chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cử tri xã Lê Trung kiến nghị nâng mức kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công, quan tâm hơn nữa việc quy hoạch đất lâm nghiệp, tiếp tục đầu tư xây dựng đường giao thông từ xã Hồng Nam đến xã Vân Trình và Kim Đồng, huyện Thạch An. Thay mặt các ứng cử viên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nông Thanh Tùng cảm ơn sự đồng tình ủng hộ của cử tri, đồng thời giải trình một số kiến nghị của cử tri, tiếp thu tổng hợp ý kiến, chuyển các cơ quan xem xét giải quyết. Tại đơn vị bầu cử số 9, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã Phan Thanh, Thành Công, Mai Long, huyện Nguyên Bình. Trình bày chương trình hành động của mình, 7 ứng cử viên đều thể hiện rõ khát vọng, mong muốn đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân, thực hiện trọng trách, nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, kiến nghị đề xuất thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri các xã phấn khởi, đặt nhiều hy vọng vào các ứng cử viên và mong muốn sau khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện những nội dung chương trình hành động của mình như đã trình bày trước nhân dân. Làm tốt vai trò cầu nối, truyền tải tâm tư nguyện vọng, ý chí của nhân dân đến với các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng của huyện và tỉnh. Cử tri các xã kiến nghị, tỉnh cần quan tâm nâng cấp đường giao thông một số xóm, đường điện cho hai xóm Bắc Phắn, Phiêng Lầu, xã Phan Thành, xem xét giao thêm diện tích trồng trúc cho người chăm sóc, đầu tư mở tuyến đường xóm An Thắng, giáp danh huyện Bắc Nẵm, tỉnh Bắc Cạn, hỗ trợ chuyển đổi trồng cây lâm nghiệp, đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục công trình trạm y tế xã Mai Long, bố trí kinh phí, nâng cấp chợ Phê Đén, tạo điều kiện cho bà con giao thương hàng hóa, lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt cho hai xóm Pù Vài, Phê Đén, xã Thành Công. Đại diện các ứng cử viên đã cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của cử tri, tiếp thu giải trình và làm rõ một số vấn đề mà cử tri phản ánh, tổng hợp tới Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng xem xét giải quyết. Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Hà Quảng, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trình bày các chương trình hành động của mình với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 1 tại xã Trường Hà, thị trấn Xuân Hòa, xã Ngọc Đào và xã Mạ Ba. Trình bày các chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tham mưu cho Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành những quyết sách quan trọng, phát triển kinh tế xã hội địa phương, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu kinh tế, góp phần chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân. Cử tri đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện tốt các chương trình hành động của mình, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình. Đồng thời mong muốn các đại biểu quan tâm hơn nữa tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa biên giới, xây dựng thêm hệ thống đường điện chiếu sáng trên địa bàn, nâng cấp nhà văn hóa, đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư, đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình hạ tầng cơ sở để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Thay mặt các ứng cử viên, đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tiếp thu ý kiến của cử tri, sẽ đề xuất trình lên cấp trên giải quyết,
tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, gắn bó mật thiết, thường xuyên là cầu nối tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ quan đảng, chính quyền, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại đơn vị bầu cử số 2 huyện Hà Quảng, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại thị trấn Thông Nông, xã Thanh Long và xã Cần Yên. Các ứng cử viên cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng, gửi gắm, kỳ vọng của cử tri đối với các ứng cử viên nếu trúng cử. Hứa sẽ nỗ lực làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Cử tri kiến nghị, đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối thị trấn Thông Nông sang thị trấn Xuân Hòa, nâng cấp tuyến giao thông từ trung tâm thị trấn Thông Nông đi các xã biên giới, xã Thanh Long. Có chính sách, cơ chế đặc thù phát triển kinh tế xã hội cho huyện Thông Nông cũ sau sáp nhập. Đầu tư xây dựng thị trấn Thông Nông đạt đô thị loại 4 vào năm 2025. Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Thay mặt các ứng cử viên, ông Đỗ Văn Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, ghi nhận những ý kiến của cử tri sẽ đề xuất cấp trên giải quyết. Hứa nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ gắn bó mật thiết, thường xuyên phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng Nhân dân tỉnh, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Sáng ngày 12 tháng 5, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến đến Công an 63 địa phương trên toàn quốc, quán triệt, giao nhiệm vụ và phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị phòng huyện, thành phố. Báo cáo tổng quát về công tác đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử từ tháng 7 năm 2020 đến nay khẳng định công tác đảm bảo an ninh trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trọng tâm là ngày bầu cử, đã được lực lượng công an triển khai rất tích cực, khẩn trương. Đến nay, các mặt công tác bảo vệ ngày bầu cử đã cơ bản hoàn thành trên khắp cả nước, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân và các lực lượng tham gia bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử. Phát lệnh ra quân đảm bảo an ninh trật tự ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, lực lượng công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan, triển khai quyết liệt có hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn ngày bầu cử, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Sau hội nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt, giao nhiệm vụ cho Công an các đơn vị, phòng, huyện, thành phố, yêu cầu thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tục đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối các khu vực niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong những ngày này, cử tri trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đang quan tâm lựa chọn những ứng cử thật sự xứng đáng, có đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, sẵn sàng thực hiện có hiệu quả trách nhiệm lớn lao của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin tưởng và gửi gắm của cử tri. Sau khi hoàn thành công tác niêm yết công khai danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, người dân tìm hiểu, nghiên cứu tiểu sử tóm tắt cũng như quá trình công tác của các ứng cử viên để từ đó đưa ra những sáng suốt lựa chọn của mình. Vừa được nghiên cứu qua việc niêm yết, vừa được trực tiếp nghe các ứng cử viên đưa ra chương trình hành động của mình, các cử tri đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong tương lai. Bà Đinh Thị Hòa, cử tri tổ 11 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng khi được thông báo về hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở nhà văn hóa, bà đã có mặt đúng giờ và nói lên những kỳ vọng của mình. Là một cử tri thì tôi thấy trước hết là mình rất là tự hào là được thực hiện cái quyền công dân của mình,
là có quyền bỏ phiếu tín nhiệm những cái ứng cử viên. Cái thứ hai nữa là cũng tin tưởng là những cái ứng cử viên này mình đã được lựa chọn thì tin tưởng vào năng lực, vào phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của các cử tri sẽ hoàn thành nhiệm vụ là đại diện cho nhân dân và thấu hiểu nguyện vọng của nhân dân để làm thế nào mà xây dựng cho các cấp của chúng ta về chính quyền, về hội đồng được mạnh mẽ và đó cũng là chỗ dựa tinh thần của nhân dân. Tại huyện Quảng Hòa, địa phương mới sáp nhập với rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Trong hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 6, cử tri tham dự đã cảm nhận thấy tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và chân thành của các ứng cử viên. Lắng nghe các chương trình hành động, cử tri càng cảm nhận được những suy nghĩ, sự trăn trở của các ứng cử viên, nắm và hiểu rõ về huyện Quảng Hòa, cả những lợi thế và khó khăn, để từ đó có những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ, đem lại lợi ích cho người dân. Qua các chương trình hành động của từng ứng cử viên trình bày trước cử tri, các cử tri rất tin tưởng là sắp tới là các ứng cử viên nếu được trúng cử đại biểu Hội đồng tỉnh thì tôi tin tưởng rằng là các đồng chí sẽ rất tâm huyết và đem hết sức mình, năng lực của mình là cái cầu nối của cử tri với Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ đạt được những cái nguyện vọng mà cử tri mong muốn, đặc biệt là những cái bức xúc mà những cái vướng mắc của địa phương. Hiện nay huyện Quảng Hòa là huyện mới sáp nhập, chắc chắn còn nhiều cái khó khăn, thuận lợi là chủ yếu. Khó khăn thứ hai là thứ nhất là về khó khăn về vấn đề bộ máy, khó khăn về vấn đề đầu tư từng vùng để làm sao nó đạt cái hiệu quả như là mong muốn của cử tri. Cũng mong rằng kỳ vọng tới là các ứng cử viên nếu trúng cử thì sẽ thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng Nhân dân. Cuối cùng tôi đạt cái kết quả đó, tôi làm cá nhân là cử tri, tôi sẽ tiếp tục cái vận động cử tri nơi quê của tôi sẽ đi bầu cử là đạt tỷ lệ cao nhất. Nhân dân lựa chọn những con người là đủ đức, đủ tài, đủ năng lực, lãnh đạo xã nhà, lãnh đạo huyện nhà và tỉnh và lãnh đạo cấp cao để là phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như gia đình để cho nhân dân là dân giàu nước mạnh. Bà Hoàng Thị Huệ, cử tri xóm Nà Tang, Giảng Cà, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, mong rằng chương trình hành động của các ứng cử viên không phải là những lời nói suông. Đã nói thì sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm. Dù trúng cử hay không trúng cử, các ứng cử viên đều xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình, nỗ lực cố gắng, học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Là một cử tri thì cũng mong muốn là các ứng cử đã nói trước dân thì hãy làm như là lời nói. Hứa với dân như thế nào thì hành động như thế. Không phải nói suông mà là nói thật, người thật, việc thật, dám nghĩ, dám làm cho dân. Nhất là những xã biên giới hiện tại còn rất là khó khăn thì cũng mong được sự đầu tư của chính phủ, của nhà nước để cuộc sống của người dân đỡ khó khăn hơn. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 tới đây, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội lớn của cả dân tộc sẽ diễn ra. Mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thể hiện quyền lợi và trách nhiệm của công dân. Với tinh thần phát huy quyền làm chủ của mình, cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn người xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đúng quy trình, tiến độ, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng và tin tưởng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng lựa chọn sáng suốt của cử tri. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân. Ngày 12 tháng 5, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đến kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng và Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành. Công ty Cổ phần Gang thép hiện có 4 nhà máy chính với tổng số lao động trên 800 người, trải rộng trên địa bàn tỉnh và có cả lao động từ các địa phương khác ngoài tỉnh.
số lượng đối tác, khách hàng giao dịch hàng ngày lớn nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Thời gian qua, công ty đã chủ động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng chống dịch COVID-19, xây dựng phương án phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và yêu cầu khai báo y tế, chủ động cách ly, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Rà soát người lao động đã đi và đến vùng có dịch từ các tuyến bệnh viện trung ương để có phương án xử lý kịp thời, tăng cường kiểm soát người ra vào cổng, các đối tác khách hàng đến liên hệ công tác làm việc, yêu cầu thực hiện nghiêm túc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế, phun khử khuẩn tại các khu vực văn phòng làm việc, nhà ăn, các phân xưởng. Kiểm tra tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng cho thấy, ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các nhà máy xí nghiệp và người lao động cũng như khách hàng đến mua hàng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đầy đủ theo thông điệp 5K. Thực hiện giãn cách trong sản xuất bằng cách bố trí lại các khâu tổ máy, 100% người lao động khi đến nơi làm việc đều được kiểm tra nhiệt độ, khử khuẩn và đeo khẩu trang tại nơi làm việc theo đúng quy định. Tiến hành phun khử khuẩn cho tất cả các cơ sở sản xuất và văn phòng nơi làm việc. Hàng ngày lập sổ theo dõi dịch tễ đối với người lao động và tất cả các khách hàng đến đơn vị. Bên cạnh đó, công ty cũng đã ủng hộ 20 triệu đồng cho quỹ phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Qua kiểm tra tại các đơn vị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của hai công ty trong bối cảnh khó khăn vẫn duy trì được mục tiêu kép, vừa sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch và đạt được những mục tiêu kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị các đơn vị cần tiếp tục duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát, quản lý chặt chẽ khách hàng, đối tác ra vào công ty, thiết lập kênh thông tin với ngành y tế để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Mong muốn các đơn vị vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu mục tiêu của năm 2021, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sáng 12 tháng 5, Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam 28 tháng 1 năm 1941, 28 tháng 1 năm 2021 gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Cao Bằng 21 tháng 2 năm 1961, 21 tháng 2 năm 2021 gọi tắt là Ban tổ chức. Tổ chức họp triển khai các nội dung phối hợp thực hiện cầu truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo một số sở ban ngành. Đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Chương trình cầu truyền hình trực tiếp cấp quốc gia kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2021 và 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 28 tháng 1 năm 1941, 28 tháng 1 năm 2021. Do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào 20 giờ ngày 5 tháng 6 năm 2021. Thời lượng 120 phút diễn ra tại 4 điểm cầu: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận và Cao Bằng. Riêng tại điểm cầu Cao Bằng tổ chức tại khu vực km 0 đường Hồ Chí Minh, sân trước nhà trưng bày, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng với chủ đề Đường về Tổ quốc. Chương trình ngợi ca khát vọng, ý chí quyết tâm giành được độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, ấm no hạnh phúc cho nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân chủ, công bằng, văn minh. Tỉnh Cao Bằng xây dựng kế hoạch tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức. Trên cơ sở đó, các thành viên tích cực chuẩn bị các nội dung để phối hợp tổ chức tốt chương trình. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về công tác chuẩn bị theo đề nghị phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam và kế hoạch của tỉnh, về công tác chỉnh trang, bảo trì tại khu vực khuôn viên nơi diễn ra cầu truyền hình, danh sách khách mời, bố trí phương tiện đi lại cho đại biểu, công tác hậu cần, đảm bảo về an ninh trật tự, về công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị các thành viên ban tổ chức trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, rà soát lại công tác chuẩn bị, tránh chồng chéo, xây dựng các phương án tùy theo diễn biến tình hình dịch COVID-19, thu gọn thành phần tham dự hoặc không có khách mời. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động triển khai nhiệm vụ, lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, tích cực tập luyện, chuẩn bị chương trình nghệ thuật, chủ động phương án huy động xã hội hóa. Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp với 700 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, kiêm trưởng tiểu ban điều trị, chủ trì.
tại Việt Nam dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chỉ trong vòng 2 tuần, nhiều tỉnh đã có dịch. Xuất hiện chủng virus biến thể siêu lây nhiễm Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch rất cao. Vì vậy, các cơ sở khám chữa bệnh cần thực hiện việc giãn cách, xử lý, xây dựng phương án khi số ca bệnh gia tăng. Các địa phương phải triển khai phương án chủ động ứng phó và xử lý dịch COVID-19 trong tình huống khẩn cấp như giãn cách và cách ly trong bệnh viện. Một số kinh nghiệm về xây dựng và quản lý bệnh viện dã chiến lược về xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn tiêm chủng vaccine và xử trí phản vệ sau tiêm vaccine COVID-19, tăng cường công tác phòng chống dịch tại cơ sở khám chữa bệnh. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K và tiêm chủng vaccine COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong cộng đồng, các cơ sở y tế, các khu công nghiệp, xây dựng phương án tổng thể đối phó, kịch bản Việt Nam có 30.000 ca, tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trong tiêm chủng vaccine. Tập huấn xây dựng và tổ chức phương án xét nghiệm gộp mẫu, test nhanh, các tỉnh, thành phố chủ động đề xuất xây dựng bệnh viện dã chiến, sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, theo tinh thần 4 tại chỗ. Đối với cơ sở khám chữa bệnh, cần tăng cường hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, ban hành các quy định, quy trình sàng lọc, phân luồng, xây dựng kế hoạch khi có ca bệnh, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế, đảm bảo phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong 3 ngày đầu tiên tạm dừng mọi hoạt động giãn cách theo công điện số 03 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, người dân trên địa bàn huyện Hà Quảng đã đồng lòng thực hiện nghiêm túc, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó và khu di tích lịch sử Kim Đồng tạm dừng mọi hoạt động đón khách để chung tay phòng dịch. Các quầy bán hàng, nhà trưng bày đều đóng cửa, dừng mọi hoạt động vui chơi giải trí. Tại thị trấn Xuân Hòa những ngày này, toàn bộ các cửa hàng ăn uống, câu lạc bộ tập gym, các cơ sở karaoke, quán bar, các cơ sở làm đẹp, spa, cắt tóc, gội đầu, quán game đều đóng cửa. Có thông báo hướng dẫn người dân thực hiện theo khuyến cáo 5K, không bán hàng thực phẩm ăn uống, khuyến khích cho khách hàng mua về hoặc ship hàng đến tận nơi. Trong 3 ngày đầu thực hiện giãn cách, nhiều cửa hàng đã đóng cửa để phòng tránh dịch bệnh. Các đám hiếu hỉ không tập trung quá 50 người. Nhờ có sự tuyên truyền kịp thời, nhiều người dân đã chấp hành nghiêm các chỉ thị văn bản của cấp trên về phòng chống dịch. Các gia đình hạn chế tối đa không ra khỏi nhà, trừ khi có việc cần thiết, việc thực hiện giãn cách xã hội ít nhiều ảnh hưởng đến công tác kinh doanh và đời sống của nhân dân. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K, vừa an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần ngăn chặn dịch trên địa bàn. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lượng công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Cao Bằng tăng nhanh. Từ ngày 1 tháng 5 đến hết ngày 10 tháng 5 đã có 677 công dân Việt Nam qua cửa khẩu đường mòn lối mở thuộc thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh. Để giảm tình trạng quá tải các khu cách ly, ngày 11 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phối hợp với Quân khu 1 chuyển 170 công dân từ huyện Trùng Khánh về Trung đoàn 750, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn để cách ly tập trung. Trước khi di chuyển đến Bắc Cạn, tình trạng sức khỏe các công dân đều bình thường, không có trường hợp nào sốt, ho, khó thở. Sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Cạn đã kiểm tra thân nhiệt, phun khử trùng phương tiện vận chuyển công dân, đồ dùng, tư trang cá nhân, hướng dẫn công dân thực hiện khai báo y tế, thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Lúc 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 5, tại tổ 3 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, đội cảnh sát kinh tế ma túy phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đang làm nhiệm vụ, phát hiện có 2 xe ô tô chở 1.400 kg thuốc lá nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, 2 xe ô tô có biển kiểm soát 29D-41195 do lái xe Đinh Văn Tuyên, 51 tuổi, trú tại Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, chở 800 kg thuốc lá nguyên liệu và xe ô tô biển kiểm soát 28A-00237 do lái xe Tô Quang Vị, 31 tuổi, trú tại Quảng Hưng, Quảng Hòa, Cao Bằng, chở 600 kg thuốc lá nguyên liệu. Làm việc với cơ quan công an, hai lái xe không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ và khai nhận mua lại số thuốc lá lá trên với người dân trong khu vực xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, rồi mang ra thành phố bán kiếm lời. Tổ công tác đã đưa người và hàng hóa trên về trụ sở để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
công văn số 1067 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan đơn vị và nhân dân về việc công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Để lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 như sau. Lấy ý kiến nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng có 3 trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Theo quy định tại quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã đủ điều kiện đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo và đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh nghiên cứu dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Cao Bằng năm 2020 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Cao Bằng. Tham gia ý kiến để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo quy định. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Cao Bằng trước 17 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2021 theo địa chỉ số 104 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng hoặc thư điện tử văn phòng điều phối cba@gmail.com. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.